Sống khôn ngoan, đừng dại dây dưa với ba loại người này. Quý vị thân mến, có một thực tế được đúc kết trong câu nói sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Hàm ý chỉ những người càng khôn ngoan trong cuộc sống thì lại càng ít nói, khiêm tốn, không thích phô trương. Quả vậy, để tìm được một người thực sự khôn ngoan nào mà lại thích đôi co, tranh cãi để giành phần thắng về mình quả không dễ. Bởi họ luôn tâm niệm rằng chỉ cần bản thân nhìn thấu, hiểu thấu là đủ. Thắng thua với người đời cũng chỉ hơn nhau được cái danh, mà thua đi một cái tình cảm. Cho dù là không thân thiết gắn bó thì tốt nhất cũng đừng tạo thêm một mối thù. Bởi bản thân cho dù có vỗ ngực tự hào mình là bậc quân tử thì cũng sẽ có lúc bị hạ gục dưới tay của một kẻ tiểu nhân. Người khôn ngoan đặc biệt tránh dây dưa với ba loại người sau đây. Vì sao lại như vậy? Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm và rút ra bài học này cho mình nhé. Thứ nhất, đừng khoan dung mở lòng với kẻ tiểu nhân. Có một loại người trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo, ích kỷ tư lợi, lòng dạ hẹp hòi, xảo trá quỷ quyệt, không bao giờ nhìn thấy sự tử tế của người khác, luôn có xu hướng làm hại người, đó chính là những kẻ tiểu nhân. Những kẻ tiểu nhân thích bám vào những người có tiền bạc quyền thế, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể cùng bạn chia sẻ hoạn nạn. Ai cũng có thể thêu hoa trên gấm, làm mọi thứ đã đẹp sẵn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ người quân tử mới có thể giúp người khác trong hoàn cảnh khó khăn khi gặp nạn. Vì vậy, con người luôn phải đề cao cảnh giác, gần quân tử, xa tiểu nhân. Có một chương trình truyền hình Trung Quốc mang tên Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa. Nhân vật Hoàng Tự Lập trong câu chuyện vốn là một bác sĩ nội trú, nhưng không may ông bị một kẻ xấu hãm hại khi ở tuổi trung niên. Hoàng Tự Lập bị đuổi khỏi bệnh viện, phải chuyển xuống làm nhân viên bán hàng. Sau hai cú đả kích lớn về sự nghiệp và tình yêu, cuộc đời ông ta đã bị rơi xuống vực sâu. Mà kẻ thủ ác hãm hại Hoàng Tự Lập lại chính là người bạn học kiêm đồng nghiệp của ông ta, Vương Tuấn. Vương Tuấn là một người rất hay ghen ghét đố kỵ ích kỷ, thấy Hoàng Tự Lập giỏi hơn, thăng chức nhanh hơn mình nên đã giở trò bỉ ổi. Nhìn thấy Hoàng Tự Lập nói chuyện với một nữ cảnh sát, không cần biết nữ cảnh sát đó là ai, Vương Tuấn đã quay video nhằm phá hỏng quan hệ của Hoàng Tự Lập với vợ. Sau khi bệnh nhân của Vương Tuấn chết trong một sự cố, anh ta đổ hết lỗi cho Hoàng Tự Lập, cố tình làm ầm mọi việc để tìm cách hạ bệ Hoàng Tự Lập. Một nhân vật phản diện như thế, bề ngoài nhìn tưởng rất đàng hoàng nhưng lại đâm một nhát sau lưng bạn mình, đây cũng chính là mặt tối của bản chất con người. Nếu là người quân tử, đừng nghĩ ai cũng đủ bao dung khoáng đạt như mình. Đối với những kẻ hay ganh ghét, thích hãm hại người khác, đừng cho họ cái cớ để đâm dao vào lưng mình. Cần tỉnh táo, nhìn rõ thủ đoạn của loại người này, tránh xa chúng hết mức có thể. Có người nói, con người thà đắc tội với người quân tử cũng chớ nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Suy cho cùng, kẻ thù ác lòng, nhỏ nhen sẽ vì lợi ích của bản thân và sẽ bằng mọi cách phản bội bạn bè bất cứ lúc nào. Thứ hai, chớ tranh cãi với người bất đồng tầng thứ. Cuối tuần, tôi cùng nhóm bạn tới một vùng quê du ngoạn. Sau chuyến vui chơi dài, chúng tôi quyết định ra về khi mặt trời vừa tắt nắng. Lúc ấy, người trông xe đến thu phí và cho biết phí trông xe là 100.000 đồng. Tôi buột miệng, than phiền, các ông thu phí vô lý quá. Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, không nói năng gì mà chỉ khóa cổng bãi đỗ xe rồi bỏ về căn phòng nhỏ cạnh đó, ngụ ý rằng hôm nay không trả tiền thì đừng lấy xe nữa. Tôi định xuống xe cãi lý thì cậu bạn ngồi cạnh vội ngăn lại, rồi cậu bình tĩnh đi trả tiền. Sau khi rời khỏi đó, tôi lầu bầu trách bạn. Rõ ràng họ thu trái quy định, tại sao chúng ta phải thỏa hiệp chứ? Cậu bạn cười và nói, cậu vẫn còn trẻ người non dạ quá, nhận ra được một lý lẽ liền không tiếc thân mình mà đối đầu đến cùng. Rõ ràng họ thu phí bừa bãi, nhưng không nên vì chút tiền mà lãng phí thời gian, nhỡ mất những việc tiếp theo trong kế hoạch. Quả thật không ai ai cũng ở một tầng thứ. Trong cuộc sống không nên chỉ vì một chút lợi nhỏ mà tranh thắng thua, bởi vì không phải ai ai cũng mở lòng nghe một lời giải thích. Thế giới rộng lớn, con người chia ra làm nhiều đẳng cấp. Chúng ta không thể thay đổi bậc bậc. Chúng ta không thể thay đổi được bản tính và tố chất của những người xung quanh, nhưng chúng ta có thể chọn cách lùi một bước, không tranh luận những điều vô vị và không cầu được mất hơn thua với họ.
Đây chính là sự bảo hộ lớn nhất đối với bản thân của mỗi chúng ta. Nói rằng bảo hộ không có nghĩa là lùi bước trong nhu nhược, mà là bởi bạn biết rằng dù có vắt kiệt tinh thần và sức lực cũng không thể tiêu trừ được khoảng cách về nhận thức giữa người với người. Cuối cùng, bạn sẽ phát hiện ra rằng cách biểu đạt tốt nhất chính là nói ít đi, tập trung làm tốt hơn những việc mình cần làm. Thứ ba, không nên phí thời gian thuyết phục những người bất đồng quan điểm. Thế giới quan của mỗi người không giống nhau. Người với người nếu không có cùng hệ tư tưởng lại chẳng có lấy một điểm chung nào thì thật khó có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Sự tích tình bạn tri âm tri kỷ của Bá Nha và Tử Kỳ xưa kia, xuất thân tuy một người là trí thức lại là mệnh quan lớn của triều đình, một người là tiều phu ở nơi thâm sâu cùng cốc là vô cùng hiếm hoi. Hai kẻ tưởng như chẳng cùng giai tầng xã hội lại coi nhau như người bạn vô cùng đáng trân trọng, cũng phải có được điểm chung, đó là hiểu biết và đam mê tiếng đàn. Còn trong cuộc sống hiện đại, sự hòa hợp và đồng điệu về mặt tri thức cũng như tình cảm phải xuất phát từ cùng một giai tầng xã hội. Có một câu chuyện hài hước như thế này. Xưa kia có một người bán thịt, một người bổ củi, một người ăn xin gặp nhau. Ba người không có việc gì nên ngồi tán gẫu. Người ăn xin nói, nếu là hoàng đế thì các anh sẽ làm gì? Người hót phân nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ lệnh tất cả thịt ở phố này đều quy về tôi. Ai mà dám mở hàng thịt cạnh tranh thì tôi sẽ sai quan quân đến bắt ngay. Người bổ củi nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ đi đánh một cái búa bằng vàng hàng ngày, dùng búa vàng này bổ củi. Cuối cùng người ăn xin nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ không làm gì cả, ngày ngày ngồi bên bếp lửa ăn khoai lang nướng. Nếu được hỏi câu như ba vị trong câu chuyện trên, hẳn là mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Hơn nữa không ai giống ai, bởi vì cách nhìn của từng cá nhân đối với sự việc là khác nhau. Biết được sự khác nhau, ta cũng nên không tranh cãi làm gì, chỉ có thể đứng ở góc nhìn của họ, từ đó để hiểu đối phương. Ở đây không cần tranh cãi mà là bao dung sự khác biệt. Thứ tư, đừng bao giờ tạo thêm cơ hội thứ hai cho kẻ vô ơn. Trên thế giới này, có một kiểu người đáng ghê tởm nhất, đó chính là kiểu người vô ơn. Vừa được giúp hôm trước, hôm sau đã quên mất ân tình. Họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn, nhận được ơn huệ từ bạn nhưng sẵn sàng phủ nhận, lấy oán báo ơn, vô tình, vô nghĩa. Người không biết tri ân, không biết ơn thường hy vọng người khác hy sinh cho mình, mang đến lợi ích cho mình, thích người khác giúp đỡ mình mà không muốn hồi đáp lại dù chỉ một ít. Họ lúc nào cũng tranh thủ chiếm lấy những lợi ích vụn vặt còn con. Người không biết tri ân luôn coi sự giúp đỡ, công sức của người khác bỏ ra là việc dĩ nhiên, hiển nhiên. Qua lại với những người vô ơn, chẳng phải chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những năng lực tiêu cực từ họ hay sao? Nếu may mắn không bị ảnh hưởng, thì mối quan hệ này cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho bạn. Tốt nhất nên tránh ngay từ đầu. Trong cuộc sống, đừng quá lo những chuyện bao đồng, vì ai cũng phải đối diện với nhân quả nghiệp báo của mình. Đôi khi bạn xử lý nó, nợ nần giữa hai người có thể chưa được giải quyết, nhưng dù sau này bạn có tốt đến mấy, mọi nợ nần cũng sẽ đổ lên đầu bạn. Ai cũng muốn trở thành người tốt, nhưng có những người lại thích dùng những lời lẽ ngon ngọt để bao bọc nhằm che đậy sự ích kỷ của bản thân, chứ không sẵn sàng tu dưỡng đạo đức, thay đổi tính cách, phẩm chất của mình. Chính vì thế trong cuộc sống, ngoài việc đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp, trong cuộc sống chúng ta cũng cần đề phòng cả những kẻ vô ơn bội nghĩa. Lương thiện tử tế đến đâu cũng phải có giới hạn. Đối diện với những kẻ không biết ơn, vong ơn bội nghĩa hay những kẻ tiểu nhân đầy tâm cơ, nhất định phải giữ một khoảng cách thật xa. Hãy sống thật tốt, thật nghiêm túc cuộc đời của mình, như thế mới tránh được những tai họa không đáng có. Quý vị thân mến, trên đời này có những nỗi đau không thể nhỏ lệ, cũng không thể nói thành lời, bởi dù có giải thích thì người khác cũng không lý giải được. Với những người không cùng tầng thứ, chúng ta không cần phải cố ý hòa hợp, cũng không cần phải cố gắng thay đổi họ, mà chỉ nên kết giao ở trong tầng thứ của mỗi người. Kết giao với những người có khí chất tương đồng, có giá trị quan giống nhau, tâm đầu ý hợp, như thế cuộc đời đã đầy đủ, đã mãn nguyện lắm rồi. Núi không khoa trương độ cao của mình, chỉ vui vẻ cống hiến những vật phẩm, khoáng sản phong phú một cách thầm lặng. Sông không khoe khoang sự linh động của mình,
lặng lẽ dẫn nước tưới thấm ruộng đồng, nuôi dưỡng nền văn minh nhân loại. Vì không khoe khoang nên sẽ không so sánh, từ đó dẫn đến tranh đấu hơn thua, được mất, chỉ làm những việc cần làm. Điều này thể hiện một phần sự bao dung, cống hiến của núi, sông. Làm người chẳng phải cũng nên như thế hay sao? Nếu cứ mãi tranh hơn thua khẩu khí, vì một lời nói mà sống chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Mà xem ra, dù có chiếm thế thượng phong thì đối phương chưa chắc đã phục, thậm chí còn oán hận bất bình. Người có tâm thái bình ổn sẽ tránh xa những tranh luận vô ích, không cần thông qua cách này để đạt được cảm giác thắng lợi. Không cần quá quan tâm người khác nói những gì, nhưng bản thân nên có năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác, làm những điều thiện lương và lương tâm mách bảo. Tâm rộng như biển, tự nhiên sẽ gió yên sóng lặng, tâm sáng như trăng mới có thể thản đãng bước đi. Có những lời chỉ nên nói với người thấu hiểu, có những giây phút chỉ nên chia sẻ với người đồng cam. Thế nên mới có câu, rượu ngon phải có bạn hiền là như vậy.